Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cũng như là cài đặt phần mềm DS Express để sử dụng khi mà chúng ta kết hợp với camera thân nhiệt của Dahua. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem thử là cái việc mà sử dụng DS Express sẽ có hiệu quả như thế nào. Đây là một cái pop-up mà khi mà có nhiệt độ cảnh báo cao trên thân nhiệt con người thì sẽ DS Express sẽ tự động post lên trên màn hình của chúng ta một cái thông báo và hiển thị một cái clip. Từ cái clip này chúng ta có thể click vô và chúng ta có thể tìm được lại dữ liệu, xem thử là ai là người có nhiệt độ cao, kết hợp cùng với đó là các cái hình ảnh chụp lại cũng như là các clip. Chúng ta sẽ cùng xem lại thử là clip là như thế nào. Đây, các bạn có thể thấy là cái phần màu đỏ là cái phần mà hệ thống đã ghi lại chúng ta. Chúng ta xem lại. Hoặc nếu mà chúng ta không mở trực tiếp từ các cái pop-up vừa rồi thì chúng ta cũng có thể mở trực tiếp trong cái phần mềm vào cái mục search này và chọn cái thời gian mà chúng ta cần tìm và chúng ta chọn search. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy các cái clip như hồi nãy cũng như là có các clip và các cái hình ảnh đã chụp được từ hai mắt của camera nhiệt. Rồi một hoặc là một cách khác nữa của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ search lại các clip giống như là chúng ta xem lại camera gia đình bình thường. Khi mà chúng ta chọn một con cam và chúng ta search lại thì ở đây chúng ta sẽ có tất cả các cái bản ghi hoặc là chúng ta cũng có thể tùy chọn lọc ra các cái cảnh báo ở trên các cái phần mềm của chúng ta. Thì với những cái điểm màu đỏ là những cái điểm mà phần mềm đã tự động đánh dấu chúng ta, giúp cho việc tìm kiếm lại nó dễ dàng hơn. Ví dụ cho một số điểm ở đây, các điểm màu đỏ được cảnh báo là quá nhiệt. Các bạn lưu ý là trong cái clip này thì mình đang demo thử nên là cái ngưỡng nhiệt độ sẽ được giảm xuống để xuất hiện các cái báo động này. Cài đặt DS Server và DS Client. Khi mà các bạn sử dụng DS Express thì các bạn sẽ được nhà cung cấp gửi cho mình một cái bản cài đặt. Thì đây mình có bản cài đặt sẵn và các bạn click vào. Các bạn cài đặt như bình thường, chọn đường dẫn và chọn Next. Khi mà phần mềm cài đặt xong, chúng ta bắt đầu ấn Run. Các bạn chọn cái cổng mạng của máy tính. Ok. Rồi phần mềm DNS Server cài đặt xong thì lúc này DNS Server sẽ bắt đầu khởi động lên và các tab mà chúng ta nhìn thấy đây đang ở trạng thái là stop. Chúng ta phải đợi cho nó chuyển sang trạng thái là đang chạy. Rồi các cái tab của chúng ta đã chạy hết. Nếu trường hợp mà có một tab không có lên thì chúng ta sẽ kiểm tra lại là địa chỉ IP của DS Server đã có trùng với lại cái địa chỉ IP mà máy tính của chúng ta hay không. Các bạn vào phần Network xem là địa chỉ IP có trùng hay không. Ở đây thì mình vẫn đã trùng rồi. Ok, mình sẽ tắt các cái tab này xuống. Nếu IP đã trùng rồi mà cái mục này của chúng ta vẫn chưa có chạy thì chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác khác cho phần mềm chạy lại bằng cách click vào mục Restart On và chúng ta sẽ phải chờ một chút. Rồi, cái tab cuối cùng của chúng ta nó cũng đã khởi chạy. Trong quá trình mà chờ cái DS Server của chúng ta khởi chạy hoàn toàn tất cả các tab thì chúng ta sẽ tải về cái DS Client. Các bạn click vào cho mình cái mục là Download Client. Giao diện web của DS Express sẽ hiện ra. Các bạn click vào cái biểu tượng Client bên dưới thì trình duyệt sẽ download cho chúng ta. Chúng ta click vào đây. Các bạn cài đặt bình thường, chọn Next và chọn một cái ổ cứng mà các bạn muốn lưu và ấn Install. Rồi các bạn chọn Run. Rồi các bạn để ý thấy là trên DS Server của chúng ta đã chạy hoàn toàn tất cả các tab. Đây, và cái giao hai chúng ta sẽ có hai bên, là một bên là DS Server và bên là DS Express. Thì các bạn sẽ phải khai báo cái IP của server vào cho DS Express và
ở mục này. Và dưới đây là sẽ mục bot của DS Server. Các bạn kiểm tra. Ở đây của mình sẽ là 8443. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào với user là system và password cũng là system luôn. Rồi khi bạn login vào thì chúng ta sẽ khởi tạo lại một cái mật khẩu mới. Ở đây là các câu hỏi bảo mật. Ok. DS Express khởi chạy. Chúng ta sẽ cất cái DS server đi. Và đây là giao diện của DS Express. Chúng ta sẽ qua bước cài đặt tiếp theo. Phân vùng ổ cứng. Ở giao diện của DS Express thì chúng ta sẽ click vào mục config. Chúng ta click tiếp vào mục store. Chúng ta sẽ chọn cái ổ cứng cần phân vùng, click vào biểu tượng này. Ở đây mình sẽ chọn phân vùng cho video là 100GB. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn phân vùng để lưu trữ lại các hình ảnh. Thông báo là để quá thấp, chúng ta phải để cao hơn 10. Chúng ta sẽ để là 15GB. Ở đây, chúng ta chọn dấu tích. Rồi, vậy là xong. Chúng ta có thể thấy là màu vàng sẽ là video, còn màu xanh sẽ là hình ảnh. Rồi, chúng ta quay trở lại trang chủ chính và chúng ta bắt đầu thêm camera. Thêm camera vào phần mềm. Các bạn click vào mục Device và mục Access. Phần mềm sẽ tự động search ra tất cả các camera của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn camera mà mình cần add vào, click OK. Điền đầy đủ thông tin đăng nhập, username, password, click OK. Rồi, phần mềm đã ở trạng thái online, chúng ta click vào biểu tượng chỉnh sửa. Và phần video channel ở mục visual, chúng ta sẽ click lên tính năng EVS và tính năng hiển thị nhiệt độ. Và ta cũng làm tương tự trên mắt nhiệt. OK. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại mục config. Rồi chúng ta chọn thiết bị, chọn mắt visual. Chúng ta chọn vào event config. Rồi chúng ta sẽ kích hoạt cái tempering. Tempering có nghĩa là khi mà camera của chúng ta có bị lung lay hay là bị mất hình thì nó sẽ báo động lên chúng ta. Chúng ta kích hoạt nó lên. Và chúng ta sẽ vào mục link video, chọn cái video sẽ hiển thị lên khi mà có bot up, phóng to khung hình này lên và ấn OK. Rồi các bạn di chuyển chuột xuống vùng thermal, chọn cho mình high temper và phóng to cái khung hình này lên. Chọn cho mình cái khung ảnh khi mà bot up hiện ra và kích cho mình mục là khi mà có alarm thì sẽ show cái camera trên phần mềm client. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra thông tin ghi hình. Rồi ở đây chúng ta sẽ lưu ở trên server với luồng chính và chúng ta sẽ cho phép ghi hình toàn thời gian. Rồi click OK. Rồi chúng ta cũng kiểm tra cái thông tin ghi hình ở phần mắt nhiệt với các thông số cũng giống như là ở phần camera visual. OK, đó là tất cả các cái cài đặt cơ bản để chúng ta sử dụng phần mềm DS Express kết hợp với camera nhiệt để cho chúng ta ra các cái bot up thông báo trực tiếp trên cái phần mềm DS Express của chúng ta như thế này. OK, hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của DS Corner.